Mẹ này. Con muốn cái gì á? Đó, ăn đi. Đây, được con hào ngay các bạn. Đi vô nào. Nha, hôm nay mình sẽ làm món hàu hấp nha cả nhà. Này hàu này mình mua về mình rửa sạch hết rồi, giờ mình đưa vô mình luộc, mình hấp. Hồi này mình hấp tầm 15 đến 20 phút là chín rồi nha cả nhà. Xong mình để tầm 15-20 phút là xong. Chờ đợi hàu chín thì mình làm muối tiêu chanh nha cả nhà. Muối cho mấy xíu bột ngọt. Xíu đường. Chín rồi mình gấp ra nha cả nhà.
chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Nãy giờ thì các bạn đã thấy bà xã mình làm cái món hào hấp nha các bạn. Bây giờ nhà mình sẽ ăn cái món này và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món hào hấp này chấm với muối tiêu chanh nha các bạn. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn ha. Hào này nó to quá bạn ơi. Biết. Hết hồn hết vía. Chín rồi trời. Trời này cũng có nữa hả? Cho cái muỗng này. Cho trang muỗng từ bi. Đây, một cái muỗng, hai cái muỗng. Này thì cứ ăn hát cho cơ. Thấy được không? Được. Chí xíu. Cảm thơm hay gì đây? Gửi cái miệng đâu trời. Đây là quá. Đây là ừ. Ủa sao nó nằm luôn như vậy? Có lại là con ký sinh hả ta? Không có đâu. Thì cả nhà ăn hào cùng gia đình nhỏ của mình nha. Cảm ơn dĩa. Này này. Cảm ơn cái dĩa. Đó, ăn đi. Đây. Đây. Được con hào nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn ha. Mày cũng không bự. Ờ đúng rồi. Ăn với gheo hả? Cái gì vậy? Mời tất cả các bạn nha. Có con này nó bể hơn mà thấy không? Hồi này không được không được rốt. Ăn đi hãy hỏi. Vỏ nó bự mỗi ruột nó nhỏ xíu nha các bạn. Đá. Một con nữa kìa. Ở ngoài nó bự ở trong thì nó nhỏ. À, kim cương. Rồi. Được rồi. Ăn được rồi quý. Đây, được con nữa rồi. Đừng nó to. Để cái dĩa đi cho ta để cho hai dây ăn nè. Kim cương gọi tới trường chị hai nè. Rồi. Nhai hết trong miệng. Trời con này nó nặng ký nó ruột nó có gì đâu các bạn. Sao cứng quá vậy? Chín chưa trời? Chưa há miệng vậy? Nhai không được hả? Không biết hả? Để kéo. Mình mời tất cả các bạn nha. Miệng to thì ăn mới to miệng nhỏ. Ngon quá các bạn ơi. Cháu ăn đi. Đi ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn ngay đồ quà. Ngay từ từ. Biết mà. Đó, miếng nó hàng bự đâu. Này. Mày dễ kìa, nhỏ nhỏ là cho nó ăn. Hơi bé. Đây. Nguyên một con chập bá cái ruột nó có tí xíu mà nghe các bạn. Mày nó bán vỏ nó lấy tiền. Lấy tiền hả? Ừ, nó bán vỏ lấy tiền. Sao ăn vậy? Mời tất cả các bạn con nữa nha. Cho muỗng muỗng à. Cũng cay lắm á. Cũng kỹ rồi. Quá ngon các bạn ơi. Cái này nó nặng vỏ chứ. Trời ơi, chà bá vậy đó hả? Ôi được hai. Hai miếng hả? Đây, mời tất cả các bạn nha.
Nghe từ từ. Dạ. Phút tôi nuốt hết trong họng rồi mới nghe biết. Đó có con kia gửi. Ăn nha. Đây này các bạn. Dạ ăn nuốt hết luôn. Ừ nó hết luôn. Cái này chà bá mà sao nó có chích nhì vậy ha. Nè ăn ngon. Đây đây. Đây nó nghe các bạn. Bấy bén quá. Trời nãy giờ thì nhà mình đã xử hết cái ống hào đây nghe các bạn. Mình cũng xin dừng lại cái video đây. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào.